Hi, Hiếu chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Thùy Vinh. Thì hôm nay Hiếu lại tiếp tục với các anh em mình cái mẫu xe Honda Future nha. Thì hôm nay cũng bước qua đầu tháng gần và nửa tháng 6 thì giá Future đã đang có phần rất là tốt luôn. Và đặc biệt hôm nay đang có đầy đủ các màu sắc luôn nha. Hôm gài thì ở cái con Future phiên bản màu trắng này nó cũng đã dịu lại, nó không còn hot như cái hồi tháng 4 và tháng 5 nha. Bản cao cấp hôm nay là có màu trắng và màu đỏ, giá nó dao động từ 38 triệu nha các anh chị. Nó dao động khoảng 38 triệu thôi là có ngay cái con xe mà Future bánh mâm như thế này. Riêng đối với cái bản đặc biệt là màu xanh ghiêu và màu đen nhám thì nó sẽ có giá cao hơn, nó khoảng 38 triệu 500 cho đến 38 triệu 6. Thì cái giá này nó đã có bao gồm thuế VAT cho mình luôn. Về mẫu 2024 này thì nó được có thêm một cái màu xanh dương. Nó xanh dương ở phiên bản cao cấp nè là bánh mâm. Và cái màu xanh dương bánh căm thì nó khoảng tầm 36 triệu rưỡi. Ở giá cũng chưa nói là phải giảm nhiều nhưng mà nó cũng ổn ổn hơn chút xíu nha, nó không có còn hot như trước. Hồi trước á vừa không có xe mà giá là rất là cao luôn. Ngoài những cái màu sắc sơn độ này, ngoài những cái màu sắc màu zin ra thì bên Hiếu còn có sơn phối lại nữa. Ở sơn phối lại như là màu bạc đỏ nè. Màu bạc đỏ thì con này đang là xuống bánh căm sẵn luôn cho anh em nào thích cái sự nhẹ xe nha. Nó muốn nhẹ xe xuống bánh căm. Mà cái đời 2024 này mà xuống bánh căm rất là đẹp, tại vì nó phối cái phuộc đen này xuống bánh căm nhìn nó sáng hơn nha. Đó, cái này Hiếu lên là bạc đỏ. Ví dụ như anh em nào thích cái màu bạc này mà phối với đen á thì mình sẽ đổi những miếng này. Nó rất là đơn giản. Đổi những phần đỏ này vô bạc đen hoặc là bạc đỏ, tùy theo anh em mình thích cái màu nào và Hiếu phối theo nha. Thì cái màu sơn này thì mình sẽ cộng thêm là 3 triệu giúp Hiếu. Đó, từ cái giá zin thì mình cộng thêm 3 triệu. Và sơn thì có bảo hành cho mình là 2 năm. Đây là mấy cái màu zin đó nè. Và phiên bản đặc biệt thì hôm nay khoảng 38 năm nè. Bản này bản cao cấp sẽ có 3 màu xanh dương, màu đỏ đen và trắng đen, thì khoảng 38 triệu. Đó, hôm nay giá rất là tốt nha. Anh em nào đang ở khu vực Trà Vinh mà đang tìm hiểu cái dòng Future này thì lấy ngay thời gian này, đang có giá vừa phải, nó không cao không thấp, lấy chạy cho nó ngon ha. 125 phân khối phun xăng điện tử luôn. Và đặc biệt trong tháng 6 này thì đang có chương trình hỗ trợ trả góp lãi suất ưu đãi. Future này chỉ cần trả trước khoảng tầm 7 đến 8 triệu thôi mình sở hữu ngay nha. Có căn cước công dân 20 phút là nhận xe liền. Lúc sau Hiếu sẽ gửi đến cho anh em mình cái mẫu xe số nhỏ nhỏ phổ thông như là Venfa hay là Wear Edit, Wear Ballet rồi đó, để mình tham khảo thêm. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha.